Thưa quý vị, theo chương trình dự kiến vào ngày mai, Quốc hội sẽ dành buổi sáng và nửa buổi chiều để cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện nghị quyết 43 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Để xây dựng báo cáo giám sát ngay từ những tháng đầu năm 2024, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã tập trung khảo sát làm việc với 10 địa phương đại diện cho các vùng miền và làm việc với chính phủ, 12 bộ ngành, cơ quan trung ương để đưa ra các đánh giá, nhận định kết quả việc thực hiện các chính sách quan trọng này. Chuyên đề giám sát gồm hai nội dung chính về việc thực hiện nghị quyết 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Đây là các nội dung quan trọng, trong đó có những chính sách mang tính chất tổng thể áp dụng trên toàn quốc và cũng có những chính sách mang tính chất đặc thù trong lĩnh vực đầu tư công. Đây cũng chính là những đòn bẩy để các địa phương phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch. Trung ương cũng đã bố trí cho các cái địa phương thêm cái nguồn vốn của Trung ương bằng các cái dự án mà ở thành phố Cần Thơ chúng tôi cũng có là 4 cái dự án được cái Trung ương hỗ trợ để mà thực hiện cái phục hồi phát triển kinh tế của thành phố Cần Thơ, thì giúp cho thành phố Cần Thơ cũng vượt qua phần nào giảm bớt cái khó khăn sau đại dịch Covid-19 mà để mà tiếp tục phát triển kinh tế xã hội. Cùng với nội dung về thực hiện nghị quyết 43, việc Quốc hội tổ chức giám sát ngay khi các dự án quan trọng quốc gia đang trong quá trình triển khai thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong việc đôn đốc, thúc đẩy chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Các khó khăn vướng mắc được nhận diện kịp thời giúp các địa phương chủ động phương án đảm bảo tiến độ các dự án quan trọng này. Khi triển khai dự án, chúng tôi cũng may mắn là khi được các đoàn giám sát rồi Thủ tướng chỉ đạo các cái công trình cao tốc quốc gia thì mới xảy ra ba cái việc mà sẽ bị gấp phải. Thứ nhất là cái tái định cư, thứ hai là nguồn đất đắp, thứ ba là cái di dời hạ tầng, đặc biệt là điện cao thế. Đó, thì tụi tôi nhận diện được ba cái khó hiện nay cả nước đang bị, thì tôi đánh giá, tôi nhận diện hết, sau đó mới lên một cái phương án để mà từ đó tiên triển vận động, thậm chí là tính toán trước cho nó không vướng kịp với thời gian và khởi công. Để có bức tranh tổng thể về các chính sách đã được triển khai, đoàn giám sát đã chia thành 4 tổ công tác khảo sát, giám sát tập trung tại các cụm địa phương, tiếp thu nhiều ý kiến kiến nghị, đồng thời sử dụng tối đa kết quả kiểm toán thanh tra chính phủ và đoàn đại biểu Quốc hội địa phương để tổng hợp phân tích. Đây chính là bài học kinh nghiệm trong thiết kế chính sách thời gian tới. Câu chuyện khi mà thiết kế chính sách thì trong thực tiễn khi chúng ta triển khai là cái dịp để bây giờ chúng ta bổ sung những cái đánh giá, những cái ý từ cái cuộc sống để chúng tôi có được cái bức tranh này để đưa ra khuyến nghị với lại chính phủ, quốc hội trong cái việc xây dựng các cái chính sách trong thời gian tới cho nó phù hợp hơn và đi vào cuộc sống hiệu quả hơn. Báo cáo giám sát về thực hiện nghị quyết 43 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại từng thời điểm giám sát và sẽ tiếp tục được đưa ra Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 7 tới đây. Những kiến nghị, giải pháp, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện sẽ là cơ sở để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.